Roy là một người đam mê tốc độ, trong lúc anh cùng vợ con đang đi trên đường, bất ngờ lại bị một chiếc xe phía sau dí còi, rồi vượt lên khiêu khích. Thấy vậy anh vội vàng đuổi theo, sau khi chắc chắn được rằng Jonah cũng là tay đua chuyên nghiệp, Roy liền thách thức anh ta tham gia cuộc đua, không do dự Jonah liền đồng ý. Rất nhanh cuộc đua đã bắt đầu, hai người không ngừng phi như bay trên đường, đến chiếc máy bắn tốc độ của cảnh sát cũng không bắt kịp, khiến bọn họ phải vội vàng đuổi theo phía sau. Trong khi Roy và đối thủ đang tranh đấu, đột nhiên một chiếc xe tải từ phía trước lao tới, không những Roy không hề chịu nhường đường mà còn phóng hết cỡ để lách qua, nhưng lại khiến chiếc xe lật nhào. May mắn hai người vẫn bình an vô sự. Đúng lúc này nước ối của vợ Roy bất ngờ vỡ ra, vì chuyện đó mà cô ấy đã sinh non. Biết được những chuyện mà Roy gây ra, khiến mẹ vợ tức giận đã đuổi anh đi vì gây nguy hiểm cho con bà và cháu gái. Đúng lúc này cảnh sát cũng đến nơi bắt Roy đi. Chớp mắt thời gian đã trôi qua 14 năm. Lúc này Roy và vợ đã ly hôn, hiện giờ anh ấy đang sở hữu một gara ô tô. Đúng lúc này vợ cũ liền đưa theo con gái Nina đến để nhờ anh trông chừng cô nhóc, khiến Roy vô cùng bất ngờ vì anh không nhớ mình đã đồng ý chăm sóc cô nhóc lúc nào, mà điều duy nhất anh nhớ là cuộc đua xe sắp diễn ra. Nhận thấy ánh mắt những người xung quanh đang lên án mình, cuối cùng Roy cũng đành phải đồng ý được trải nghiệm cuộc sống của cha mình, khiến Nina vô cùng thích thú. Vài ngày sau Roy đã tham gia một trận đua lớn, chỉ qua mấy vòng đầu thôi anh đã xuất sắc dẫn trước và thành công lấy được tấm vé vào trận chung kết. Trong lúc Roy đang kiểm tra lại xe trước khi thi đấu thì Nina liền đem một thanh sô cô la đến chúc cha may mắn. Thấy vậy Roy cũng rất vui vẻ, nhưng đúng lúc này vài em xinh tươi lại lướt qua. Thấy vậy Roy liền đi tới tán tỉnh, điều đó làm cô con gái rất tức giận, liền động tay vào chiếc xe yêu của cha, sau đó lấy lại thanh sô-cô-la may mắn. Tuy nhiên Roy lại không hề biết chuyện đó, mà vẫn tiếp tục tham gia trận đấu. Nhưng Roy chưa đi được bao xa thì chiếc xe đã hỏng, đồng nghĩa với việc anh đã thua cuộc. Điều này khiến những người cổ vũ anh vô cùng thất vọng. Roy chỉ hận không có một cái lỗ để chui xuống. Nhưng đúng lúc này Jonah lái một chiếc xe từ bên ngoài lao vào, không ngừng tạo ra một làn khói trắng mù mịt để nhằm khiêu khích Roy, khiến anh tức đến nổ đom đóm mắt, không chịu để Roy được yên. Trong bữa tiệc tối, Jonah bất ngờ đi đến không ngừng nẹt pô, khiến Roy như hiểu ra được điều gì liền đi xuống. Vừa tới nơi, chiếc xe không ngừng vây lấy khiêu khích anh. Không những vậy, Jonah còn liên tục phỉ báng và coi thường Roy, và cho rằng anh tham gia trận đấu với một con xe cũ kỹ, vậy nên Roy thua trong trận đấu là điều hiển nhiên. Nghe vậy anh rất tức giận. Để kết thúc trò trêu chọc của Jonah, Roy liền đồng ý lời thách thức của anh ta, đó là tham gia vào cuộc đua đường phố bất hợp pháp từ Oslo đến Northgate với quãng đường là 2.211 km, và chỉ có một quy tắc, đó là không được lái xe qua Thụy Điển. Sau khi thỏa thuận xong, Jonah mới chịu rời đi. Tối hôm sau mọi người đã có mặt đông đủ để tham gia cuộc đua dài. Roy quyết tâm sẽ cho Jonah phải khâm phục mình, để anh ta không thể dương oai như vậy nữa. Ánh mắt hai đối thủ nhìn nhau đắm đuối. Trong lúc Roy lên xe, anh đã phát hiện ra con gái trốn ở phía sau, ngay lập tức liền đuổi cô nhóc xuống vì không muốn Nina sẽ gặp bất cứ nguy hiểm gì. Điều này khiến cô nhóc vô cùng tức giận. Rất nhanh tất cả mọi người đã vào vị trí. Trận đấu hội tụ rất nhiều con chiến mã cực đỉnh, dân mê xe thì cứ phải gọi là hết nước chấm. Rất nhanh cuộc đua đã bắt đầu, ai nấy đều vui vẻ hào hứng. Một đoàn xe đi thành hàng dài, cứ vậy mà phi như bay trên đường, đến chiếc máy ảnh cũng không kịp chụp lại toàn bộ mà cứ thế cháy máy luôn. Lúc này Roy vẫn rất vui vẻ mà không hề biết rằng con gái đã lên xe của một người khác. Đến khi họ dừng lại nghỉ ngơi thì Roy mới phát hiện ra, thấy con gái anh vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác mà đành dẫn theo con gái cùng tham gia cuộc đua. Điều này khiến cô nhóc vui mừng ra mặt. Lúc này tốc độ tối đa của các tuyển thủ đã lên đến 300 km/h, cuộc đua cũng bắt đầu trở nên gay cấn, ai nấy đều ra sức tranh đấu với mong muốn hạ gục càng nhiều đối thủ càng tốt. Chẳng mấy chốc mặt trời cũng dần ló dạng, số người tham gia cuộc đua không ngừng giảm mạnh. Mặt khác phía cảnh sát đã phát hiện ra cuộc đua trái phép này, vì vậy họ đã tạo ra một rào cản đợi tóm gọn nhóm đua. Phía Roy lúc này cũng xảy ra sự cố do Nina đã bị dị ứng khi ăn phải chiếc bánh mì có chứa các loại hạt. Thấy vậy anh vô cùng hoảng loạn, đành phải lái xe đến một bệnh viện gần đó. Rất nhanh Nina đã được đưa vào cấp cứu, may mắn là bọn họ kịp thời đến đây, vì vậy mới thoát được một mạng. Tuy nhiên lúc này Nina lại nhất quyết muốn tiếp tục cuộc đua mà không chịu trở về nhà, khiến Roy đành phải tiếp tục cuộc đua. Lúc này bọn họ đã đi được 2/3 quãng đường, nhưng những người dẫn đầu đều đã bị cảnh sát tóm gọn. Bên này những người bạn của Roy trong lúc đổ xăng đã vô tình biết được về sự xuất hiện của rào cản từ một người bản địa, liền trả giá để anh ấy giúp đỡ họ vượt qua nó, sau đó vội thông báo chuyện này cho hai cha con Roy. Ngay lập tức bọn họ đã tập hợp lại. Sau khi mọi thứ được chuẩn bị đã sẵn sàng, người bản địa liền phái một chiếc xe mở đường đến.
rồi cứ vậy mà tạo ra một con đường vòng bên cạnh. Lúc này Jonah đang trú ẩn cũng thấy được chuyện này, liền vội vàng đi theo bọn họ. Rất nhanh đoàn đua xe đã thành công vượt qua rào cản. Trước sự bất lực của đám cảnh sát, hết cách bọn họ chỉ đành lái xe đuổi theo, sau đó thả một chiếc búa qua cửa sổ, trực tiếp làm vỡ kính trước xe của bạn Roy. Nhưng họ không do dự mà đạp bay nó ra, rồi tiếp tục cuộc đua thú vị này. Nhưng cũng chẳng đi được lâu thì trời bất ngờ đổ mưa, khiến bọn họ đành phải tạm thời đến tiệm sửa xe. Bên này Roy chưa đi được bao xa thì đã gặp phải một đội cảnh sát khác. Nhận thấy bản thân sẽ không thể vượt qua đó, Roy liền dứt khoát quay xe, sau đó chọn một lối nhỏ để tiếp tục cuộc đua. Thấy vậy vài người khác cũng vội bám theo, sau đó Jonah không ngừng công kích Roy. Cuối cùng hai cha con anh đã bị đẩy ra khỏi con đường này, mà cứ vậy lao nhanh xuống núi. Cuối cùng chiếc xe đã bay ra khỏi vách đá, nhưng may mắn là Roy đã kịp thời phản ứng lại mà nhảy lên nóc một chiếc xe chở hàng, vì vậy hai cha con mới thoát được một mạng. Điều này khiến họ vô cùng phấn khích, khoảng cách giữa hai cha con cũng được kéo gần lại. Sau đó Roy liền vào số đạp ga, rồi dứt khoát lao xuống khỏi chiếc xe chở hàng, sau đó lại tiếp tục chinh phục cung đường đua khó nhằn này. Trong lúc bọn họ đang vui vẻ nói chuyện, vô tình Nina kể về việc mình đã động tay vào xe của cha trước trận chung kết, khiến Roy há hốc mồm kinh ngạc đến cạn lời với cô con gái nhỏ này. Rồi rất nhanh bọn họ đã đi được một nửa chặng đường. Bên này hai gã cảnh sát vẫn không ngừng đuổi theo, sau đó còn huy động thêm lực lượng để chặn đường và những chiếc xe tuần tra phục vụ cho việc bắt giữ. Mặt khác Roy và Jonah đã lên được phà cùng lúc, nhưng khi những người bạn của Roy đến nơi thì đã thấy nó vừa rời đi. Không do dự, tóc vàng liền lái xe lao ra, thể hiện một màn bay ảo ma Canada. May mắn bọn họ đã thành công lên được phà, lúc này cả nhóm mới được thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hai lão cảnh sát lại chậm một bước, vì vậy đã không kịp lên được phà, chỉ đành ngắm họ từ phía xa. Nhưng không lâu sau một rào cản đã được giăng sẵn, chỉ đợi chiếc phà chở bọn họ cập bến. Thấy vậy một người phụ nữ cùng nhóm đã lái máy xúc lật đi ra, trực tiếp dọn dẹp mọi vật cản mà cảnh sát dày công dựng lên. Thấy vậy nhóm đua xe liền vội vàng chạy thoát. Đã nhiều ngày trôi qua không được nghỉ ngơi, khiến ai nấy đều có vẻ rất mệt mỏi, nhưng vẫn phải cố banh mắt ra để tiếp tục cuộc đua. Rất nhanh khoảng cách đến đích chỉ còn hơn 100 cây số. Tuy nhiên đám cảnh sát không hề buông tha mà vẫn tiếp tục truy bắt bọn họ. Mặt khác Roy đen đùi lại gặp sự cố khi một chiếc lốp xe của anh đã bị thủng, khiến Roy đành phải dừng lại sửa chữa. Thấy vậy Nina không ngừng than vãn và cho rằng kết quả đã quá rõ ràng, Roy hoàn toàn không còn cơ hội để chiến thắng, khiến anh rất tức giận. Không lâu sau Roy đã sửa xong, rồi cả hai lại tiếp tục hành trình. Nhận thấy mình đã bị bỏ lại quá xa, Roy đành quay xe đi vào ngọn núi bên cạnh. Chiếc xe không ngừng băng qua mọi địa hình hiểm trở, điều đó làm Roy liên tục bị va đập. Nhờ kỹ năng lái cực đỉnh của Roy, anh đã cho chiếc xe bay thẳng xuống khỏi vách núi và tiếp đất một cách thành công mỹ mãn. Nhờ đó mà Roy đã đuổi kịp những người khác, tuy nhiên lúc này anh lại rất đau đớn vì vai đã bị chật khớp. Nhân cơ hội đó Jonah liền vượt lên phía trước. Trận chiến diễn ra vô cùng kịch liệt vì đã dần đến hồi kết, ai nấy đều ra sức vượt lên phía trước. Cuối cùng Jonah đã thành công dẫn đầu. Thấy vậy Roy liền lấy lại tinh thần mà nhịn đau chỉnh lại khớp vai, sau đó lao lên tranh đấu với Jonah, cuối cùng cũng thành công vượt mặt anh ấy. Tuy nhiên một người bạn của Roy đã qua đời trong trận đấu, vì vậy anh đã nhường lại cơ hội chiến thắng cho ông ấy. Cuối cùng bọn họ đã đến đích và thành công về trước Jonah, khiến mặt anh ta tối sầm lại, chắc hẳn từ nay sẽ không còn dám khiêu khích Roy nữa. Đúng lúc này đội cảnh sát cũng tới nơi để bắt bọn họ đi. Diễn biến các phần sau sẽ ra sao thì mọi người hãy cùng mình đón chờ nha. Xin chào và hẹn gặp lại nhé, bye bye.